Chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học phần 6, bài số 1, quyển 3 giáo trình đường đến nước Nga. Trong phần bài ngày hôm nay, chúng ta sẽ làm bài tập số 4. Nhớ lại lần trước là chúng ta đang học cấu trúc chủ động và cấu trúc bị động. Xin nhắc lại là cấu trúc chủ động của chúng ta mà chúng ta nghiên cứu cụ thể trong trong phần này đó là cấu trúc sử dụng danh từ với bổ ngữ trực tiếp ở cách 4 và cấu trúc bị động sẽ chuyển từ cái cấu trúc chủ động đó sang thành động từ có đuôi xe và chủ thể gây ra hành động sẽ ở cách năm nhớ lại như vậy nhé thì giáo sẽ nhắc lại một câu một câu này để cho các em nhớ lại một chút này à na uroke snachala thì cái này nó không liên quan đến chủ động bị động ở đây đúng không ạ chúng ta sẽ nghiên cứu cụ thể ở đây trên liềm объясняется новая грамматика. Vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy là chủ ngữ là gì? Новая грамматика. Thế và vị ngữ là объясняется. Chương trình ngữ pháp mới được giải thích bởi ai? Кем. Bởi ai? Кем. Кем là câu hỏi cơ tôi ở trong cách năm đúng không ạ? Thầy giáo nói là Кем. Kem. Кем. Kem. À, преподаватель là bằng được giải thích bởi thầy giáo đúng không ạ? Và câu tiếp theo của chúng ta. Упражнения выполняются. À, các bài tập thì được thực hiện bởi Kem Bởi ai? Studentami, bởi các sinh viên. Thì vậy đây là chính là cấu trúc bị động. Bị động là gì nào? Là những cái bài tập này được thực hiện bởi ai? Bởi các sinh viên. Thế và cái chương trình ngữ pháp mới này, mới này được giải thích bởi ai? Bởi giảng viên, đúng không ạ? Bởi thầy giáo. Thế vậy thì đó là cái cấu trúc bị động mà các em đã cần nắm được. Tất nhiên là với cái khái niệm của các em, với cái trình độ của các em mới bắt đầu như hiện nay thì cái việc đó đối với các em sẽ hơi khó một chút. Nhưng mà chúng ta cứ lần lần lượt, lần lượt giải các bài thì các em sẽ dần dần hiểu ra. Để làm việc đó thì chúng ta sẽ lại tiếp tục làm bài số 4. Zapisicie данную hai Hãy viết những thông tin này bằng cách khác. Закончите приложение sprava Và hãy à, kết thúc cái câu, hay là viết nốt cái câu ở phía bên phải. Đây chính là cái câu hỏi mà lần trước có một bạn hỏi tôi. Nhưng mà do là chúng ta đang chuẩn bị làm cho nên là tôi không trả lời mà chúng ta sẽ cùng nhau học luôn ở trong bài này. Nào, chúng ta xem câu thứ nhất. Na конференции psychologami psychologami à psycholog là ai là những nhà tâm lý học Absurdales Dallas là được thảo luận hay là thảo luận problema vaspitania di là vấn đề giáo dục trẻ em vậy thì chúng ta sẽ phải dịch là như nào nào là ở trong cuộc hội thảo conference là một cuộc hội thảo na canfe na là trong cuộc hội thảo thì vấn đề giáo dục trẻ em problema vaspitani di chế được thảo luận bởi bởi ai psychologami là các nhà tâm lý học đúng không ạ các em lưu ý cái từ này nhé psycholog psycholog là một nhà tâm lý học và nhiều nhà tâm lý học sẽ là psychologi đuôi y và khi chuyển sang cái năm số nhiều là psychologami đúng không psychologami Đấy, thế giáo cố gắng nói chậm cho các em hiểu. Thế vậy thì ở đây đây chính là cấu trúc bị động. Cấu trúc bị động là chủ ngữ đây. Problem mà, ausdallas, kem, Psychologami Vậy thì chúng ta cần phải chuyển nó sang cấu trúc chủ động. Đây là, bên đây, là bên đây là bị động đúng không? Tức là cái vấn đề này được thảo luận bởi ai? Thế bây giờ chúng ta phải chuyển sang cái dạng là gì nào? Là những cái nhà tâm lý học thảo luận vấn đề giáo dục trẻ em đúng không ạ? Có nghĩa là chuyển psychological nghĩa để cách 5 chuyển nó sang cách 1 để cho nó trở thành chủ ngữ. Và động từ ở đây chúng ta chỉ cần bỏ đuôi ca đi là xong, đúng không ạ? Bỏ đuôi ca đi. Đuôi ca đi thì lẽ dĩ nhiên đây là psychologi là cách 1 thì ở đây phải là absurdali, đúng không? Là số nhiều đúng không? Absurdali đuôi y này này, đúng không ạ? Thế và ở lúc đó thì uh, problema này nó sẽ phải chuyển thành cách 4 bổ ngữ trực tiếp không có giấy từ đúng không ạ? Problem mu, воспитание детей đúng không? Vậy chúng ta sẽ nói là gì nào? Na konferencii psihologii absudali problem mu, воспитание детей. Ở trong cuộc hội thảo thì các nhà tâm lý học thảo luận về vấn đề giáo dục trẻ em, các em hiểu chưa? Đó. Thầy giáo sẽ không viết mà các em cần lấy giấy ra và viết nhé. Các em lấy giấy và viết, nghe cái lời thầy giáo và các em viết thôi. На конференции психологи обсуждали проблему воспитания детей. Проблема. В настоящее время учеными всего мира создаются лекарства от спида. А, В настоящее время để uh, cho cái động từ nó là uh, là ở thì hiện tại đúng không ạ? Ở trong uh, thời gian uh, hiện tại đúng không ạ? Trong thời gian hiện tại. À thuốc chữa bệnh speed và là số nhiều đúng không ạ? Số ít là gì? Lekarstva o oh, aspida. À? à speed có nghĩa là bệnh uh, bệnh HIV đấy. Chúng ta tiếng Nga của nó là speed À, do là có giấy từ át cho nên nó là thành speed đã thêm a đằng sau bởi vì là đuôi danh từ giống đực mà ở cách hai sẽ là có thêm đuôi a đúng không ạ Aspida lekarstva aspida là thuốc chống bệnh hiv sasdayutsa là đang được tạo ra bởi ai uchunami kem uchunami bởi các nhà uh, uchunami là các nhà bác học siêu vô là ở trên toàn thế giới đúng không ạ có nghĩa là gì nào hiện nay thuốc loại thuốc chống bệnh HIV đang được tạo ra bởi các nhà bác học ở trên toàn thế giới vậy thì chúng ta phải nói ngược lại là gì à nói khác đi mà nói khác đi có nghĩa là gì nào chúng ta sẽ nói là gì nào là các nhà hiện nay các nhà bác học trên toàn thế giới đang tạo ra thuốc chống bệnh bệnh HIV đúng không ạ đó vậy thì chúng ta sẽ nói nhé vâng

Đó là chúng ta đã chuyển xong rồi Để các em có thể hiểu được Thì các em cần phải nghe thầy giáo Và các em lấy tờ giấy, cái bút Các em viết ra Sau đó các em sẽ so sánh câu bên này Và cái câu các em vừa viết được Thì các em sẽ hiểu sự khác nhau của nó nhé Đó Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm câu 3 nào Nếu như em nào không viết kịp Thì chúng ta sẽ dừng màn hình lại thôi đúng không ạ Câu 3 của chúng ta Miravoi Akian Akian là gì? Là đại dương Miravoi Akian có nghĩa là đại dương thế giới Đại dương của thế giới Isleduitsa là đang được nghiên cứu Khi em bởi ai? Uchonomi Rasnustran bởi, bởi các nhà bác học ở trên các nước khác nhau Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta phải à, nói khác đi là gì? Ở đây là được bởi các nhà bác học thì là ở cách 5 thì chúng ta chuyển cách cách 5 này sang cách 1, đúng không ạ? Thế còn Miravoy akian ở đây nó là cách 1 thì chúng ta chuyển nó sang cách 4, mà cách 4 cách 1 nó hoàn toàn giống nhau, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta chỉ còn làm một cái động tác là gì nào? Thì giáo nói anh em lưu ý nhé, nhớ này. Động tác quan trọng này. Chỉ cần lấy cái động từ này bỏ bỏ đuôi xe đi. Đấy, bỏ đuôi xe thì nó sẽ trở thành cái cấu trúc chủ động. Thế và lúc đó thì cái động từ này phải chia như thế nào? Chia giống như là cái à, phù hợp với lại cái danh từ ở cách năm này mà chúng ta chuyển sang cách một cách năm là gì u chua mi đúng không ạ chuyển sang cách một là gì thành u chua nư ye là số nhiều vậy thì chúng ta sẽ chuyển thành là gì isle du yut isle du yut à đúng không ạ số nhiều thì đây phải chia ngôi anh y là isle du yut đúng không đó chúng ta sẽ nói là u chua nư ye ras nước stran là các nhà bác học của các nước khác nhau isle du yut u nhé u u исследуют мировой океан Là các nhà bác học của các nước khác nhau Là đang nghiên cứu cái đại dương của thế giới Tiếp theo câu số 4 Памятник Petru Первому À Đây trong cái bài hôm trước mà thầy giáo hướng dẫn các em nếu như em nào hôm nay xem bài này mà chưa xem cái bài ngày hôm qua hôm kia mà thầy giáo đã đăng lên đó là bài học tiếng Nga cơ bản số 165. À, cái bài đó gọi là gì nào? Là danh từ ở các cách bị phụ thuộc vào những yếu tố nào. Đây là một trong yếu tố mà danh từ à, bị chuyển, chuyển sang các cách và ở trong trường hợp này là nó phụ thuộc vào danh từ. Danh từ bị chuyển sang cách khác khi nó phụ thuộc vào danh từ. Đó. Памятьник Петру первому. Đó là Đây là gì nào? à tượng đài kỷ niệm của Piotr đại đế hay là Piotr đệ nhất à Piotr Pierwy được gọi là dịch sang tiếng Việt là Piotr đại đế vậy thì chúng ta dịch ở đây là gì là tượng đài kỷ niệm của Piotr đại đế v Moscow ở Moscow Sazdavalsa là được tạo nên được tạo nên bởi ai Izvestnym skulptorem skulptorem À đây là sculptor. À vậy thì sculptor là cái gì? Là nhà điêu khắc, có nghĩa là nhà điêu khắc. Sculptor, sculptor. Đây, đến đây. Đó. Còn ôm là cái đuôi của cách năm. Bởi vì sao? Đây là động từ bị động cho nên nó nó ghi là sasdavon xả có đuôi xe đúng không ạ? Và khi em được tạo nên bởi ai? Bởi Izvestnym Skulptor là nhà điêu khắc nổi tiếng. Tên ông ta là gì? Zurab. Sirichelli À Zurab Sirichelli à, Là tên một nhà Điêu khắc nổi tiếng Neskönkliet Trong mấy năm Trong mấy năm liền Ông này ông làm cái việc này trong mấy năm liền đúng không ạ Để biết Zurab Sirichelli là ai Thì chúng ta chỉ cần à, Vào trong google.ru Và chúng ta sẽ tìm được đây Zurab Konstantinovich Sirichili và bên dưới này người ta viết trọng âm cho chúng ta dễ đọc. Zurab Konstantinovich Sirichili. À, Sovietsky và Russiyski khudoshnik, monumentalist, живописец, скульптор, педагог, профессор. Vân 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 vân. Đấy, rất rất nhiều những cái chức cái chức danh của ông ta đúng không ạ? Ở đây chỉ quan trọng đối với chúng ta là gì? Là chúng ta chỉ cần biết là Zurab Konstantinovich Sirichili là cái cách đọc của nó trọng âm rơi vào đâu là một. Thứ hai là ông ta là ai? Ông ta là một nhà điêu khắc, đúng không ạ? Đó. Vậy thì ở đây chúng ta à cần lưu ý nữa là gì nào? Sau động từ là được thành lập hay là được tạo nên, được tạo nên bởi ai? À izvestnym là ở cách năm. Đây là tính từ cách năm, đây là danh từ cách năm và đằng sau là tên của ông ta và họ họ của ông ta. Tên của ông là là Zurab, là sang cách năm là Zu Còn là cái họ của ông ta thì do là họ này là người Georgia người Georgia cho nên nó không thay đổi nó vẫn giữ nguyên là Syriacelli chỉ có tên của ông là Surab thì là nó đổi sang cách năm thôi nhớ như vậy nhé danh từ cách năm này xong lại tên của ông ta cũng là cách năm luôn này đúng không ạ thế và cái tập hợp này Nieskenkeliet có nghĩa là à, trong một vài năm vậy thì bây giờ chúng ta phải chuyển chuyển cái gì nào thầy giáo nói là gì cái gì ở cách năm chúng ta chuyển sang cách một đúng không ạ? Sau đó thì bước thứ hai là gì? động từ bỏ đuôi xe đi. Bước thứ ba là gì? chuyển cái chủ ngữ ở đây sang cách bốn. Mà cách bốn đây là một danh từ giống đực. thì cách bốn của danh từ giống đực chỉ bất động vật với lại cách một của danh từ chỉ bất động vật là hoàn toàn giống nhau. cho nên chúng ta không cần phải thay đổi gì cả. đúng không ạ? vậy thì chúng ta sẽ nói sao nào? isvny

Siretelli создавал памятник Петру Первому в Москве несколько лет. À thì giáo dịch sang tiếng Việt là gì nào? Nhà điêu khắc nổi tiếng Zurab Siretelli đã tạo nên đã tạo nên à bức tượng Пётр I ở Moscow trong vài năm несколько лет. -e Đó, thấy nhé. Nếu như ai nghe vẫn không hiểu Thì các em sẽ nghe lại cả cái đoạn này Nghe từng lời từng chữ thì các em sẽ hiểu Còn nếu như ai mà chưa được, chưa được hiểu lắm Và vẫn muốn đi tiếp thì chúng ta sang câu thứ 5 Sankt Petersburg Stroilsa Ruskim Serium Petrom Pervum Monogoliet À, các em sẽ gặp khó khăn khi mà Đọc cái từ này đúng không ạ Cái cái chữ Y này Chữ Y là mã này đúng không ạ Chữ một là mã này một la mã này trong tiếng nga chúng ta sẽ đọc là prv первый là cái số từ thứ tự số 1 первый первый và khi nó chuyển sang cách năm prv chuyển sang cách năm giống được là gì thì thành prv đúng không ạ vậy thì piotr chúng ta sẽ đọc là pitrom prv mà nó liệt trong nhiều năm à chúng ta dịch cả câu nào sankt petersburg thành phố sankt petersburg Stroyosa là được được xây dựng bởi ai? Kim kim Serium à bởi ông vua Sa Sa Hoàng của Nga. Tên ông ta là gì? Petrom Pirvum. Petrom Pirvum đúng không ạ? Là ông ta là là ông Piotr đệ nhất đúng không ạ? À, Piotr đại đế đúng không? Piotr đại đế hay là Piotr đại Piotr đệ nhất. Vậy thì bây giờ theo nguyên tắc là gì? Chúng ta sẽ làm từng bước một nào. Khi ở đây chúng ta phải chuyển nó sang cách một ruskim serium petrom pirum pirum chuyển sang cách một sẽ là gì ruski sar piotr pirvui động từ của chúng ta bỏ đuôi xe đi stroil thành stroil không có xe nữa stroil cả câu là ruski sar piotr pirvui stroil sankt petersburg tức là cái này chúng ta chuyển nó sang cách 4 đúng không ạ? làm bổ ngữ trực tiếp cho stroil. Bởi vì ở đây nó là nó là cách 1 đúng không ạ? Khi chúng ta chuyển sang câu chủ động thì nó phải chuyển thành thành danh từ ở cách 4. Nhưng rất may cho chúng ta là gì? Là cái danh từ này nó là danh từ giống đực cho nên nó vẫn giữ nguyên như vậy nó không thay đổi, đúng không ạ? Vậy thì quá đơn giản cho chúng ta rồi. Chúng ta sẽ nói lại nào. Ruski Tsar Pyotr 1 stroil bỏ đuôi xa đi nhé Stroyil Sankt Petersburg Mnogo trong nhiều năm À Vua Nga Hoàng Piotr I Đệ nhất Đã xây dựng Hay là xây dựng Cái thành phố xanh Petersburg Trong nhiều năm Mnogo liệt Đúng không ạ? À Chúng ta lưu ý đây là gì nào? Ở đây có tập hợp Nieskunkeliet Ở đây là Mnogo Là chỉ cái quá trình Một cái công việc gì đó xảy ra trong một thời gian dài đúng không ạ? Mà tương ứng với nó phải là động từ thể chưa hoàn thành. Nó chỉ cái quá trình. Các em hiểu chưa? Nhớ nhé. Đây cũng là một một trong những kiến thức mà các em cần nắm được. Chúng ta sang câu số 6. Hy vọng đến đây các bạn đã hiểu rồi. À chúng ta khi muốn chuyển một câu từ bị động sang chủ động. Chúng ta sẽ có 3 bước. Đúng không ạ? 3 bước. Đó. Thì là. Thì bây giờ thì ta sẽ nhắc lại ba bước đó để cho các em dễ hiểu nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích câu số 6 này. Don Diego de. Các em nhìn thấy chưa? Nếu mà có Don Diego để thì trong câu này sẽ là sử dụng động từ thể chưa hoàn thành nhớ nhé. À, nó chỉ quá trình mà. Hoặc là mà nó gơ liệt cũng là động từ thể chưa hoàn thành. Đó là những cái bí quyết mà chúng ta sẽ nắm phải nắm chắc để chúng ta khi chúng ta viết bài cho nó chuẩn nhé. Don Diego de. Go Calixia Chúng ta nhìn thấy từ Eremitas nó vẫn không thay đổi đúng không ạ? Ờ à à, bộ sưu tập Calixia là bộ sưu tập Calixia bộ sưu tập của viện bảo tàng Hermitage à, chúng ta lưu ý đây là gì chủ ngữ đây là gì nào Calixia Calixia là bộ sưu tập Sabirales là được sưu tầm bởi ai kem bởi ai Sarsky Semyoi bởi gia đình Nga Hoàng đúng không ạ gia đình nhà vua Nga Hoàng đúng không ạ đó Sarskaya Semia có nghĩa là gia đình nga hoàng nhớ nhé đó vậy thì dịch câu này như thế nào trong à, những năm lâu dài đúng không ạ có thể trong những năm lâu dài cái bộ siêu tập của viện bảo tàng Hermitage đã được à, gom góp hay là đã được siêu tập bởi gia đình nga hoàng vậy thì ở đây à, cái từ gia đình gia đình nga hoàng này trả lời cho câu hỏi kem bộ sưu tập này được sưu tập bởi ai bởi gia đình nga hoàng vậy khi chúng ta muốn chuyển câu này sang câu chủ động thì chúng ta sẽ chuyển như thế nào chúng ta sẽ có 3 bước trước hết cái à, tập hợp từ để thời gian này chúng ta để nguyên này don ghi gô để đúng không là trong rất nhiều năm đúng không ạ à, cái mà trả lời cho câu hỏi kem này chúng ta chuyển sang cách một kem là cách năm mà À, là cái chủ thể gây ra cái hành động này tức là gia đình nga hoàng nó họ siêu tập cái bộ tranh này chúng ta chuyển nó sang cách một sarskaya xem là cách năm chuyển sang cách một là gì là danh từ giống cái cho nên nó sẽ là sarskaya semia đây sarskaya semia đúng không ạ đó là bước 1 bước 2 của chúng ta chúng ta lấy động từ bỏ đi đuôi xe à bỏ đi bỏ đi đuôi xe này ở đây là đuôi sờ và dấu mềm đúng không ạ tại vì sao tại vì nó đứng sau nguyên âm cho nên nó là sờ dấu mềm còn nếu nó đứng sau phụ âm đây là phụ âm l đây thì nó sẽ trở thành đuôi xe nhớ nhé không có nhiều em lại bảo lúc xe lúc lúc sờ dấu mềm không biết thế nào cả đúng không ạ chúng ta sẽ làm tiếp nào bước thứ nhất của chúng ta là chuyển cái này sang cách một à, sát sky xem bước thứ hai chúng ta chuyển động từ sang và bỏ đuôi xe đi và chia cho nó phù hợp với cái loại cái danh từ này danh từ này là danh từ giống cái cho nên nó sẽ là sabiralas à, sari là là rất hợp lý rồi đúng không ạ bỏ đuôi xe bỏ đuôi sờ dấu mềm đúng không ạ thế và cái ở bên này là cái lexia này là lúc nãy nó là cách một nó là vị ngữ chủ ngữ thì bây giờ chúng ta chuyển sang cách bốn calixia là một danh từ giống cái khi đó là đó là bước 3 nhé khi nó là danh từ giống cái sang cách 4 sẽ có đuôi u ya thành u chúng ta sẽ nói là la semia sabirala kalexiu Musea ermitas Musea ermitas vẫn giữ nguyên đúng không ạ? Đó Vậy thì chúng ta đã vừa đi qua ba bước để để có một câu hoàn thiện, câu chủ động. Chúng ta sẽ nói lại. Các em lấy giấy bút viết nhé. Dolgie gode sarskaya semya sabira la kalexiu iu kalexiu Museia ermitas Đó, thế là xong. Có nghĩa là gì? trong rất nhiều năm gia đình nga hoàng đã siêu tầm bộ siêu tập của viện bảo tàng Eremitage đó bây giờ chúng ta sang câu 7 Sestaya Symphonia à Sestaya Symphonia là cái gì bản giao hưởng số 6 khi nếu nói đến bản giao hưởng số 6 chúng ta phải liên hệ ngay trong trí tưởng tượng của chúng ta đó là thời kỳ thành phố Leningrad hay là bây giờ gọi là Saint Petersburg, lúc đó gọi là Leningrad ở trong vòng vây của phát xít Đức trong 900 ngày đêm. Nhớ nhé, trong 900 ngày đêm. Đó, một năm có bao nhiêu ngày? 360 ngày, đúng không ạ? Mà 900 ngày có nghĩa là thành phố Leningrad là bị phong tỏa trong khoảng 3 năm. Và trong cái thời gian đó thì nhà soạn nhạc người Nga Tchaikovsky, đã viết ra bản giao hưởng số 6 Shestaya Symphonia và cũng chính trong thời gian mà Leningrad bị phong tỏa đó thì Tchaikovsky đã đích thân là thực hiện cái bản giao hưởng này à, ở trên đài phát thanh đó Thế vậy thì cái câu này nó là về cái vấn đề đó chúng ta sẽ xem nào Shestaya Symphonia bản giao hưởng số 6 Впервые là lần đầu tiên Впервые lần đầu tiên Ispanyalas là được à, Được gì đây? Được trình diễn đúng không ạ? Được trình diễn Ispanyas là được trình diễn Yeyo kem Kem Được trình diễn bởi ai? Yeyo aptarum À aptarum là gì? Là chính bản thân tác giả Yeyo là ai? Là Sestai nhỉ? Là được trình diễn bởi chính bản thân tác giả của bản giao hưởng này Tên của ông ta là gì? Tchaikovsky PI là gì? À, muốn biết P là gì, chúng ta sẽ vào google.ru và chúng ta sẽ viết chữ Piotr Tchaikovsky. Chúng ta sẽ đọc được là Piotr Ilyich Tchaikovsky. Piotr Ilyich Tchaikovsky. Vậy, đó là cả tên họ đầy đủ của ông ta để chúng ta có thể nói được. Nào, chúng ta nói sang nhé. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ đọc là Piotr Ilyich. Đó là ở cách 1. Nhưng do là ở đây là kênh năm Tchaikovsky Thì chúng ta sẽ phải đọc là gì nào Petrom Ilychom Tchaikovsky Petrom Ilychom Tchaikovsky À đây là cái cách biến đổi của Tên và tên đệm Cũng như là họ của người Nga Nó cũng có những cái khá khá là đặc biệt Cho nên là khi chúng ta gặp như vậy Chúng ta cần phải viết ra giấy để chúng ta nhớ Bởi vì sao? Lần sau chúng ta gặp một cái tên như thế này Thì chúng ta sẽ lại có thể đọc được ngay, đúng không ạ? Đó. Thì giáo sẽ à, cố gắng viết cái này bên dưới video này cho các em xem nhé. Các em cố gắng nhớ nhé. Đó là cái, cái cách đọc. Nó ở cách 5. V. Sankt Pichirburge. Đó. Chúng ta nhìn thấy cái hợp từ này. Sankt Pichirburge là ở cách 6. Có dưới từ V. Thì chỉ cần thêm đuôi ye ở đằng sau thôi. Còn cái từ Sankt là không cần thêm cái gì cả. Nhớ nhé. À, đó. Bây giờ chúng ta sẽ dịch như thế nào nào? Là bản giao hưởng số 6 lần đầu tiên được trình diễn bởi tác giả của nó là Piotr Ilyich Tchaikovsky ở thành phố Sankt Petersburg. Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta cần phải chuyển đổi nó sang cấu trúc chủ động. Cấu trúc chủ động chuyển đổi như thế nào? Bước thứ nhất của chúng ta chuyển cái tập hợp mà kem ở đây ở cách năm ở đây sang cách một thì chúng ta sẽ có là gì? Piotr Ilyich Tchaikovsky Đúng không ạ? Piotr Ilyich Tchaikovsky Và lẽ dĩ nhiên ở đây Thì người ta có thể bỏ cái Cái tập hợp after Bỏ nó đi Đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần nói là Ông Piotr Tchaikovsky Lần đầu tiên впервые. À và Bước thứ hai chúng ta là gì? Chuyển cái động từ này Bỏ cái đuôi xe đi Và đồng thời phải biến đổi cho nó phù hợp với lại cái chủ ngữ này chủ ngữ này là gì là một tên người giống đực đúng không ạ cho nên sẽ là ispanyol đúng không ispanyol không có không phải là là mà ispanyol nhớ nhé à cái động từ này sẽ chia theo cái chủ ngữ này à, chủ ngữ này là giống đực số ít à, nói lại nào Piotr Ilich Tchaikovsky впервые исполнял và cái ở bên này Lúc đầu nó là cách 1 thì bây giờ nó phải là ở cách 4 nhé. Tại sao nó không ở cách khác? Các em còn còn nhớ không nào? Bởi vì chúng ta khi chúng ta học là gì, thầy giáo nói là gì là nếu cấu trúc chủ động có bổ ngữ trực tiếp ở cách 4 thì sẽ chuyển thành cấu trúc bị động. Bây giờ chúng ta có cấu trúc bị động thì khi chuyển ngược lại thành cấu trúc chủ động thì lại chuyển nó sang cách 4 đúng không ạ? Ở đây là cách 1 chúng ta sẽ chuyển nó sang cách 4. Mà cách bốn là gì? Шестая симфония là danh từ giống cái, chuyển sang cách 4 sẽ là шестую симфонию. Chúng ta sẽ nói như sau. Piotr Ilyich Tchaikovsky впервые исполнял шестую симфонию в Санкт-Петербурге. Đó. Có cần nói lại không ạ? Thầy đã nói lại một lần nữa cho các em ghi cái từ đó cái cái câu này ra giấy nhé và các em sẽ so sánh với cái câu bên này nhé. Nào chúng ta cùng nhau viết chậm chậm nào. P.I. Chekhovsky, viết tắt thế cũng được. P.I. Chekhovsky в первые исполнял. Đến đây thôi. Шестую симфонию в Санкт-Петербурге. Đó, thế là xong. Vậy thì vừa rồi chúng ta đã làm xong bài tập chuyển đổi từ câu bị động sang thành câu chủ động và hy vọng rằng là các em đã hiểu đúng không ạ? Chúng ta sẽ xem tiếp phần 3. Phần 3 này là người ta đưa vào đây người ta đưa nhầm cho nên chúng ta bỏ qua luôn. À, chính là cái câu này à, tí nữa sẽ có ở phía bên dưới. Chúng ta sẽ 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 học thế còn đây người ta in nhầm cái phần cái đuôi sách vào đây, chúng ta bỏ qua. Chúng ta xem tiếp à, bài tập số 5. Прослушайте слова сочетания, замените пассивную конструкцию актив nơi à các em lưu ý nè không có đọc là lại không hiểu đây đó hãy nghe các tập hợp từ và praslushiche slava nhà hãy nghe các tập hợp từ và sau đó sẽ chuyển đổi passive nuôi construction hãy chuyển đổi là cái cấu trúc bị động bằng cấu trúc chủ động active nơi à các em thấy chưa ở đây nó là cách năm cho nên là chúng ta sẽ dịch, là bằng bằng cái gì bằng cấu trúc chủ động nhớ nhé không có lại không đọc này lại không hiểu là cái gì abrazis abrazis là ví dụ zadacha решается nhiệm vụ đang được giải quyết đúng không hay là đang được thực hiện đúng không zadacha có thể là nhiệm vụ có thể là bài toán ở đây chúng ta dịch là nhiệm vụ hoặc là chúng ta có thể dịch là bài toán bởi vì nó không cụ thể đấy là cái gì chúng ta dịch thế nào cũng được đúng không ạ? Không có là các em lại bảo là thầy ơi da cha thêm là bài toán chứ đúng không ạ? đa cha còn có nghĩa là nhiệm vụ. Vậy thì chúng ta thích dịch thế nào cũng được bởi vì đây nó không 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 yêu cầu chính xác. Chúng ta có thể dịch là bài toán đang được giải. Hoặc là nhiệm vụ đang được à, đang được thực hiện. Vậy thì chúng ta nhìn thấy đây là cấu trúc bị động có đuôi xe. Cách chuyển nó sang cấu trúc chủ động là gì? Nếu như trong trường hợp này, ví dụ người ta cho là gì? Sẽ là ra đá chu, ra cha thành ra đá chu. À ra cha ở đây là cách 1, ra chu là cách 4. Và động từ, động từ bên này là resha là được thực hiện bởi ai đó. Thì bên này là resha người ta dùng cấu trúc là gọi là bất nhân xưng Cấu trúc bất nhân xưng có nghĩa là không thể hiện rõ người thực hiện là ai. Cho nên ở trong tiếng Nga cái cấu trúc bất nhân xưng người ta sử dụng bằng cách dùng động từ chia ở ngôi a nhi à, chúng ta nhìn thấy nga a nhi sái, yut đúng không ạ dường như là có a nhi nhưng mà không có ai ở đây cả đúng không ạ vậy thì trong trường hợp đó chúng ta chúng ta chỉ cần là gì chuyển cái này từ cách 1 sang cách 4 thế còn động từ ở đây chúng ta chuyển nó sang ngôi a nhi và không có đuôi xe là xong có vậy thôi đúng không ạ để thực hiện việc đó thầy giáo sẽ làm cho các em ba câu nhé còn lại các em tự làm lấy Ujin dân là gì? Bữa ăn tối. Gato vitsa. Gato vitsa. À, Uzhin bữa ăn tối đang được nấu, đúng không ạ? Đang được nấu. À, đây là cấu trúc bị động là nó đang được nấu. Thế vậy thì chuyển sang chủ động chúng ta phải làm gì? Chuyển cái này sang cách 4. Mà cách 4 với cách 1 của động từ à của danh từ giống được là giống hệt nhau cho nên chúng ta không phải chuyển gì cả, cứ để nguyên như vậy. Bây giờ đến động từ, chúng ta sẽ bỏ đuôi xe đi và chia nó ở ngôi A nhị Đây người ta chia ngôi A nhị này, đúng không? Chúng ta sẽ chia nó ở ngôi A nhị Đó. Chúng ta sẽ nói sao nào? Uzun Gà to viat i ở đây chuyển thành ya. Uzun ga to viat. À như vậy chúng ta đã làm xong một slava sacitanie thứ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp slava như thứ hai. Sviet Pradayutsa là hoa đang được bán Được bán bởi ai không quan trọng đúng không ạ? Vậy thì chúng ta phải làm Thứ nhất là gì nào? Chuyển cái này sang cách 4 Mà cách 4 số nhiều ở đây À số nhiều Giống được số nhiều Thì hoàn toàn trùng lập với lại cách một số nhiều Đúng không ạ? Cho nên chúng ta không cần phải thay đổi gì cả Chúng ta chỉ cần chuyển cái này sang ngôi Anh Nhi Ngôi Anh Nhi ở đây và bỏ đuôi xe đi Ngôi Anh Nhi ở đây là gì nào? Pradayutsa đúng không? Anh ấy À chúng ta sẽ nói Sveti продают thì là xong, đúng không ạ? Đó. Nhớ nhé, động từ chuyển ngôi anh ấy và bỏ đuôi xe đi. Đó. Tiếp theo. Problema. Problema là gì? Là vấn đề. Problema решается. проблема решается. À Vấn đề đang được giải quyết Vậy thì Problema phải chuyển sang cách 4 là gì? cách 4 a thì thành u chúng ta sẽ nói problemu đúng không ạ? sa chuyển sang ngôi anh nhi sẽ thành problem Problemu решают. À, người ta đang giải quyết cái vấn đề này đúng không ạ? À, câu chủ câu bị động là gì? Problema sa là vấn đề đang được giải quyết. Thế và câu chủ động sẽ là gì? Người ta đang giải quyết cái vấn đề đúng không ạ? Đó. Thế vậy thì chúng ta nhớ nhé, đây là Resayut Nhớ chưa ạ? Thế vậy thì chắc chắn sẽ có em học sinh Thế nào chat rồi hỏi Thầy ơi, tại sao lại phải là ngôi anh nhì? Tại sao không phải là ôn? Tại sao không phải là Anna? Xin thưa với các em Nếu người ta bảo các em là ngôi anh nhì Thì các em cứ để là ngôi anh nhì Đúng không ạ? Già đá chu Resayut Đây, của nó đây Mẫu câu đây, đúng không ạ? Mẫu câu như thế này Thì các em viết đúng như thế Nhé không phải suy nghĩ nhiều đó thế còn đặt câu hỏi thì chúng ta có đặt câu hỏi vô, vô biên rất nhiều đã, rất nhiều các bạn đặt câu hỏi thường xuyên và nhiều câu hỏi thậm chí còn buồn cười luôn ấy à như vậy Tôi có một cái cảm tưởng là nếu như mà các em nào cứ hay hỏi quá à, hay máy móc quá thì các em sẽ rất khó học còn ngược lại đối với người nào người ta cứ tiếp thu và người ta cứ coi như là cứ học thuộc luôn đi đó thì người ta lại rất dễ học đó à, trên thực tế ra nói về phân tích tâm lý thì khi mà bọn uh, trong đầu của bạn đặt một câu hỏi nào đó thì chẳng qua là cái đầu của bạn nó trùng trình nó không muốn nghĩ và nó đặt cho em những câu hỏi đó để cho em dừng lại và để cho nó nghỉ ngơi nói nôm na là như vậy à các em đừng nghe nó các em cứ tiếp tục học đi nhé đó thực chất là như vậy các em cứ suy nghĩ đi đúng thời gian nói đúng đấy à, tiếp theo nhé abrazias lại một mẫu câu khác scola budit chúng ta phân tích câu scola là cách 1. Budget là gì? Là trợ động từ. Khi đi với động từ thể chưa hoàn thành thì sẽ cấu tạo thì tương lai. Budget là có nghĩa là trường học sẽ được xây dựng. Vậy thì ở đây nó khác cái này là cái gì nào? Đây là động từ ở thì hiện tại. Chúng ta sẽ chuyển nó thành Resayut là ngôi anh nhì Resayut đúng không ạ? Còn ở đây là động từ ở thì tương lai thì người ta sẽ chuyển như thế nào? Người ta ở đây là một Do là có trợ động từ này Nó chỉ cái thời tương lai thì cái động từ này là ở nguyên thể Vậy thì cái cách người ta làm thế nào Scola Cách 1 cũng chuyển sang cách 4 Scolu Thế và Ở đây Budet Thì ở bên này nó chuyển thành Budut Budut là gì? Chính là ngôi A nhì Đúng không ạ? Và động từ đằng sau Là một động từ nguyên thể Thì chúng ta chỉ cần bỏ gì nào? Chúng ta chỉ cần bỏ đuôi xe đi là xong thôi Đó Thế còn ở đây Budet thành Budut roid đúng không ạ chúng ta sẽ có câu skolu budustroit vậy thì cái tập hợp thứ nhất của chúng ta chúng ta cần làm là gì nào đến sinh nhật chúng ta sẽ chuyển bước thứ nhất tập hợp này sang cách 4 đến cách 4 là gì cũng vẫn vậy bởi vì sao danh từ giống được cách 1, cách 4 giống nhau đúng không ạ budit chuyển thành budut admiśat sa thì thành admiśat bỏ đuôi xe đi vậy là xong đúng không chúng ta sẽ nói yendraśyena BUDUT admiśat đó bây giờ sang câu thứ hai à, tập hợp từ thứ hai cái nhi ga chuyển sang cách 4 là gì nào thành cử nhi gu buddit thành buddut và isdavat sa thì thành isdavat đúng không ạ chúng ta sẽ nói cử nhi gu buddut isdavat đó thế là xong rất dễ đúng không ạ nào thì ta làm thêm cho một tờ hợp nữa nhé biết nha chuyển thành cái bốn là gì biết new à xin lỗi các em is the có nghĩa là sẽ được xuất bản quyển sách sẽ được xuất bản nhớ nhé biết nha budget là bài hát sẽ được hát sẽ được trình diễn đúng không ạ đó biết nha chuyển sang cái 4 là gì thành biết new budut à budget thành budut và sa thành ispanyat À, chúng ta sẽ nói Peace new budut is Đó, còn tiếp theo em tự làm nhé Bây giờ chúng ta sang à, Mẫu câu thứ ba Abrazis Is da nie stroilus À, chúng ta thấy đây là gì? Đây là câu à, Mẫu câu thứ nhất là Hiện tại, mẫu câu thứ hai là Tương lai, và mẫu câu thứ ba là Quá khứ Thế vậy thì, bây giờ quá khứ chúng ta sẽ làm như thế nào? Zda nie Sang đây chúng ta phải chuyển nó sang cách 4. Cách 4 da nie và cách 1 da nie là hoàn toàn giống nhau và vẫn để nguyên. Và stroyless à ngôi nhà đã được xây dựng, đó, ngôi nhà được xây dựng đúng không ạ? Chúng ta cần phải theo nguyên tắc là gì? Bỏ đuôi xe đi và chuyển nó sang ngôi a nhi. stroyly đúng không ạ? A nhi quá khứ là gì? Thành stroyly. Ôn thì sao? stroyyl Anna sao? Anna sẽ là Struila và Ani sẽ thành là Struili. Vậy thì chuyển cái này sang cách 4 và chuyển cái này sang thời quá khứ của ngôi Ani, ngôi số nhiều thành Struili là xong đúng không ạ? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ cùng nhau làm việc nào. Calixia Sabiralas là bộ sưu tập được gì đây? Sabiralas là được uh, được uh, sưu tầm đúng không ạ? Chúng ta sẽ chuyển sang cách 4. Calixiu và đây là chuyển sang số nhiều. Bỏ đuôi xe đi thành Sabirali. Số nhiều, anh y thành y mà, đúng không? Sabirali, đúng không? Chúng ta sẽ nói Kalixiu Sabirali. Tiếp theo, Institut Sazdaval -sa. À, Institut cách 4 cách 1 giống nhau, để nguyên Sazdavali. Đây là, ngôi anh y, bỏ đuôi xe đi và thêm y vào. Sazdavali. Đúng không ạ? Đó, vậy là xong à Институт à, Sazdavari có nghĩa là gì Trường người ta thành lập Một uh, cái trường đại học đúng không ạ Novigod Praznavaunsa Là năm mới đã được tổ chức đúng không ạ Chúng ta sẽ nói là gì Novigod Cách một cái bốn giống nhau Novigod Praznavali Praznavali Đó Anh mà Thì là Praznavali Thế vậy thì vừa rồi Là thầy giáo đã giúp các em Chuyển Học cái cách chuyển À, cấu trúc từ chủ động sang bị động và bị động sang chủ động, đúng không? đây là bị động sang chủ động đó à, rất là dễ thôi. Nếu như em nào mà cho đến thời điểm này mà chưa hiểu lắm thì các em sẽ xem lại cái video vừa rồi chắc chắn là các em sẽ hiểu đấy. À, sang quyển 3 này thì nó hơi hơi phức tạp một chút, cho nên thầy giáo sẽ dạy kỹ kỹ hơn một chút. À, chính vì vậy mà chúng ta sẽ đi hơi chậm chậm, đúng không ạ? Thế nhé. Cảm ơn các em và chúc các em học tốt bài học của chúng ta xin tạm dừng tại đây các em đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông để nhận bài thường xuyên bấm like viết bình luận bên dưới và nhớ chia sẻ bài để cho kênh được phát triển hơn nữa chúc các em học tốt có cuộc sống bình yên luôn thành công và toại nguyện mọi ước mơ của mình